Linh xin chào quý khán thính giả. Thiền Tâm Linh rất mong sẽ mang đến những giây phút thư giãn, tĩnh lặng, giúp tâm hồn hướng thượng, tìm về chân tánh. Nếu quý vị cảm thấy hay, hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video hữu ích tiếp theo. Lời Phật dạy: Mười điều khuyến tu của Đức Phật Thầy Tây An. Điều thứ nhất Thầy khuyên nên nhớ: lòng trung kiên muôn thuở còn níu, dầu ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu ngã lòng cũng khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian, là điều huyền hoặc trở mang nơi lòng. Điều thứ hai Thầy mong đệ tử: tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dẫn nhau điểm tô công quả, phải thật thà với cả chung quanh. Thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị Thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hành đức, tuy bán buôn cơ cực tạo tầng, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân gạt người. Dù vàng bạc đầy rương tràn tụ, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trống sạch thảnh thơi linh hồn. Điều thứ tư pháp môn quy luật: lục thập chay cố sức châu rồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi thường hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan màu hồng. Điều thứ năm quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho bận lòng mình. Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình vô câu, muôn việc xảy ra bắt đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo tràng, tập sống chữ nhận niết bàn không xa. Điều thứ sáu thiết tha Thầy rằng: ngày hai thời lặng lặng công phu, việc chi dù quả cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu.
Khi rảnh việc đồng sâu chờ bùa, đem sấm kinh từ của thầy bán. Học cho thông thuộc đôi đàn, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng. Điều thứ bảy quyết tăng công quả, an ủi người già cả ốm đau. Tùy duyên có thể giúp vào, lắm cơn hoạn nạn khi nào cần có. Phước đức đó vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi trong chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao. Điều thứ tám lời nào thầy dạy, đầu khổ lao trở nại công trình. Biết rằng con phải hy sinh, Phật tiên đâu nỡ quên tình hay sao. Đừng chấp việc núi cao rừng thầm, hay là đường muôn dặm xa trong. Hễ con thề giữ trọn lòng, đương nhiên đắc đạo thoát vòng tử sinh. Điều thứ chín đạo lành căn bản, giữ làm sao có bạn không thù. Từ đây con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, đừng hơn người nếu phải ép lòng. Không ham những chuyện mênh mông, vừa nó đủ ấm đều bồng làm chi. Điều chót hết mười ghi trăm nhớ, Phật Pháp Tăng con chớ quên ơn. Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn, tình thương xã hội giúp cơn thiết cần. Ơn tổ tiên dành phần con cháu, đó những lời dạy bảo thầy mong. Con ơi hãy khá ghi lòng, bấy nhiêu tâm huyết mấy dòng thi văn. Xin chào quý khán thính giả. Thiền Tâm Linh rất mong sẽ mang đến những giây phút thư giãn, tĩnh lặng, giúp tâm hồn hướng thượng, tìm về chân tánh. Nếu quý vị cảm thấy hay, hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video hữu ích tiếp theo.